Nga đổ lỗi cho Ukraine gây ra vụ pháo kích xuyên biên giới, là một thường dân Nga thiệt mạng hôm 13 tháng 7. Thân mẫu của ông này cũng bị thương trong vụ nổ. Bà kể lại với một đài truyền hình Nga rằng có hai vụ nổ và quả đạn pháo thứ nhất rơi phía sau nhà bà. Điện Kremlin đe dọa Ukraine sẽ gánh chịu hậu quả không thể đảo ngược vì cái chết của thường dân vừa kể mà Moscow cho rằng xuất phát từ một vụ pháo kích sai mục tiêu. Ukraine đã bác bỏ mọi dính líu và nói rằng vụ đó có thể là hành động của những phần tử kích động muốn Nga có hành động đáp trả. Trong khi đó, tin tức của Ukraine và Nga nói rằng lực lượng của Ukraine hôm Chủ nhật tấn công ngoại vi thành phố Luhansk, hiện nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Các đoàn xe thiết giáp đã tiến vào ngoại ô thành phố này nhưng không thể chiếm lại được.